người gửi đồ cho bác Giang chị ơi. Đồ gì đấy em? Không rõ đâu, chị nhận giúp em. Thế à? Thế để chị hỏi gọi người nhà nhá. À đây rồi. Mẹ ơi, có ai gửi đồ cho mẹ à? Bà nội gửi đấy con ạ. À, thế à? Thế mà mẹ chả bảo, con cứ tưởng lừa đảo. Bà nội gửi nhá lên hả mẹ? Ừ, bà bảo về lấy từ hôm qua. Có phải trả phí thì không dạ, cháu? Dạ đủ rồi bác ạ. Cô cảm ơn nhá. Cháu chào bác, em chào anh chị ạ. Okay. Bà muốn mẹ về tận nơi lấy, nhưng mẹ ngại quá nên nhờ cô thuê một ship ra. Mẹ chưa muốn nói với bà chuyện của các con. Đấy, lần trước à, việc của Lan ấy, bà mắng mẹ suốt từ lúc bước vào nhà cho đến lúc ra cửa. Mẹ ơi, mẹ không phải lo đâu, con sẽ chủ động nói chuyện với bà. Bà gửi riêng một túi hồng xiêm cho cái Hân này. Thôi, để chị mang cho. Lan, con rửa nhãn cho mẹ nhá. Vâng. Xong để lên bàn thờ thắp hương cho mẹ. Vâng. Hai đứa thắp hương xong rồi mới được ăn đấy nhá. Để ơ, này, bê hộ cái. Đây, đây, đây. Rồi rồi, lên đi. Sức khỏe của cái Hân hôm nay thế nào rồi hả bác? Nó cũng đỡ nhiều rồi, chắc nghỉ vài hôm là khỏe lại thôi. Bác mà mệt thì bác cứ đi nghỉ đấy ạ. Bác để cháu trông cái Hân hôm nay cho, bác không phải ngại đâu. Ngại cái gì đâu, chúng mày chơi với nhau từ nhỏ. Cái Hân mà có vấn đề gì thì bác cũng chỉ biết nhờ mày với cái Ly. Nhưng mà hôm nay thì không sao, bác trông được, cứ đi làm đi. Đấy, nó cứ ngủ ly bì cả ngày cái kìa. Thế bác cho cháu ngó nó một cái nhá. Ê con kia, ốm thật đấy à? Hân nói gì không? Nó ngủ mất rồi, có nói chuyện với nó không nào đâu. Cái con bướng bỉnh này. Mau khỏe đi, để còn bắt nạt thằng bạn nữa chứ. Hôm nay bà nội nó gửi hồng xiêm cả nhãn lên cho mày đấy. Nó không dám lên đây gặp mày vì sợ mẹ Hoa. Cứ đứng ở dưới xe chờ thôi. Đúng là cái đứa hầm, làm ta phát điên mất thôi. Con à, lại ăn cháo đi con.